Với video của em nha. Đó rồi, hello, xin chào cô chú anh chị đã trở lại video của em. Đó thì trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh phía dưới để khi nào em có lên clip thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Đó thì hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị bộ mẹ con nè. Đó. À, con mẹ thì con mẹ kem, nó đẻ ra con đực kem. Đó, con đực kem này 4 tháng mấy rồi cô chú anh chị. Đó, nè, đít khu nè. Đó, con này 1 tháng nữa tách bán lẻ được rồi đó. Lớn bò đó, đẹp bò ghê không? Nó con à, thấy con bò lưng dài hết biết. Đít nè. Nó một đít. Đó, còn đây con mẹ thì cao 1m3 bò nè. Thì cái con này thì nó mới đẻ lứa này, lứa đầu tiên nha cô chú anh chị. Nè, chân móng nè. Chân móng đẹp ghê không? Nè, vú nè. Thấy bốn vú không? Đó, bốn vú đẹp ghê đẹp luôn, chân móng mà. Đó. Chân móng hoàn thiện hết. Con này nó cũng có rúng nha cô chú anh chị. Nãy ăn hơi no nên nó cứ hơi căng, hơi teo chứ chưa rúng lên chứ có rúng. Nó chân móng à. Nó móng sò. Bò đẹp bò. Lớn bò, tàn lớn. Nó hết biết con bò. Con đực kem rồi thôi, khỏi nói luôn. Xương sóc rồi thôi nè. Đó, giò cản xương sóc cứng ngắt to đùng. Đó. Lưng dai à. Đó. Hết biết con bò được không? 4 tháng mấy à, 4 tháng rưỡi à. Đó, con này mới đẻ, con đó là lứa đầu tiên luôn á. Đôi răng, mới thay đôi răng nha. Thì lứa đầu tiên đôi răng. Bò tàn hết biết. Nước bò. Xương sóc móng yếm hơi vú mới thôi khỏi bàn cái. Quá là đẹp không bò. Thì bộ mẹ con này em bán gì với cái giá là 38 triệu thôi nha. Đó, tại vì cái con bò đực kem này nè, khoảng tháng nữa là tách ra được rồi. Đó thì bò đực này tách ra thì tính ra con bò mẹ nó cũng không còn nhiêu tiền, cũng còn bán bò con xong bò mẹ cũng còn không mười mấy triệu gì. Đó, thì bộ mẹ con này thì cô chú anh chị nào có theo dõi clip em thì alo trực tiếp với em nha. Em ở ấp Phú Phương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Đó. Thì bộ mẹ con này hôm qua em đăng này em đã bán rồi nha. Đó, một mẹ con này. Đó, thì một mẹ con này em bán rồi, ngày mai em giao rồi. Đó. Bây giờ một mẹ con này. Đó. Thì chuồng trại em đầy đủ bò hết đi. Đó. Cái kem tơ có gieo tinh rồi, có anh gút, cái anh gút nữa nè. Đó. Đây được lỡ. Đó. Bò em thì trại nhà em đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì có đầy đủ loại bò hết nè. Từ cái chữa cái mẹ con rồi lỡ thì được chốt nè. Đó. Được chốt con nào mấy bành bành thôi. Bò đẹp kia. Thì bò đực kia bên đây em giá em bán chỉ có giá từ 19 tới 17 triệu thôi nha. Đó, từ 19 triệu tới 17 triệu. Cô chú anh chị nào ưng thì cứ alo trực tiếp với em, số điện thoại em sẽ để phía dưới nha. Em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đó. Em gần lầu lộn ở Ba Hòa Tịnh đi vô cũng được, hoặc là đi Lương Phú gì gì chạy vô đây em cũng được, Tân Hiệp cũng chạy xuống được, em gần gần đó. Đó, vòng vòng cứ hỏi chợ Phú Kiết ông ta chỉ. Thì tới chợ Phú Kiết là tới nhà em rồi. Đó. Thì cô chú anh chị nào ưng thì cứ điện thoại trực tiếp với em nha. Đó. Bò đực con đây, đực chốt con đây thì chỉ có giá 19 tới 17 triệu thôi nha. Rồi. Xin chào cô chú anh chị.